Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai, tính đến cuối năm 2023, tổng nguồn vốn huy động các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt 309,9 ngàn tỷ đồng, tăng khoảng 7,7% so với đầu năm 2023. Trong đó, huy động tiền gửi ước đạt 307,1 ngàn tỷ đồng, tăng gần 7,8% so với đầu năm 2023. Tính chung cả nước năm 2023, lượng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế đạt hơn 13,5 triệu tỷ đồng. Đây là mức tiền gửi cao nhất trong lịch sử ngành ngân hàng. Cũng theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tăng trưởng tín dụng năm 2023 tăng khoảng 13,5% so với năm 2022. Trong năm qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ, khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục cấp tín dụng, tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào quy định cấp tín dụng.